Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tính. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều. Và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta hiệp nhất với toàn thể hội thánh trên toàn cầu để cử hành ngày Chủ nhật thứ 19 thường niên năm Phụng vụ C với chủ đề Lời Chúa. Là khi chúng ta có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta có sức mạnh để thực hiện được những điều chúng ta vẫn mong chờ, và nhất là đức tin đó sẽ là bằng chứng để cho những gì mà người ta không có nhìn thấy được bằng cái giác quan nhân loại, người ta cũng sẽ nhận thấy đó là một sự thật rất là chắc chắn và còn vững vàng hơn là những cái gì mà người ta nhận được từ khoa học kỹ thuật, từ những cái cảm nghiệm của giác quan đối với thế giới vật chất xung quanh chúng ta. Điều đó, thưa anh chị em, thật là rõ ràng, bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm về cái thực tại hết sức là mong manh của cái thế giới vật chất này. Tất cả những gì mà người ta cứ tưởng là vĩnh tồn, cứ tưởng là không thể thay đổi ở trong cái cuộc sống này, thì chính lịch sử nhân loại đã cho thấy nó là một điều hết sức mong manh, nay còn mai mất. Kể cả những cái triều đại lừng lẫy ở trong lịch sử thì nay cũng chỉ còn là một kể câu chuyện ghi lại ở trong ký ức của loài người. Và kể cả những cái thực tại mà ngay bây giờ chúng ta cứ tưởng là không bao giờ có thể mất đi, không gì có thể thay thế được, thì số phận của nó chắc chắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy hôm nay chúng ta nghe lời Chúa, nhất là trong bài đọc thứ hai, trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Do Thái hay là Hebrew, với cái câu rất là
chắc chắn, quả quyết của Thánh Tông Đồ. Đức tin là điều chúng ta có thể thực hiện được đối với những gì mà loài người chỉ còn đang ước mơ. Và đức tin là bằng chứng cho tất cả những gì mà mắt phàm không có thể nhìn thấy được. Chúng ta hiểu đức tin là một sức mạnh của chính Thiên Chúa ban cho người tín hữu. Và khi đức tin đó lại được đặt nền trên chính Chúa Giêsu Kitô là một điều bảo đảm chắc chắn cho tất cả những gì chúng ta dám đánh cược bằng cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nghĩ rằng không gì chân thật hơn lời của Chúa phán dạy. Trời đất có thể qua đi, nhưng một chấm một phẩy của lời Chúa sẽ mãi mãi trường tồn. Đối với chân lý này, chúng ta có thể hiểu hai cách. Cách thứ nhất, đó là về phía Thiên Chúa. Một khi lời của Thiên Chúa đã hứa, thì bằng mọi giá, Thiên Chúa với quyền năng và đức độ chân thật, không gì có thể lay chuyển được, sẽ thực hiện lời hứa đó bằng mọi giá. Thí dụ như lời hứa ban ơn giải thoát loài người khỏi mọi cái quyền lực của ác tà đã được chính Thiên Chúa công bố ngay sau biến cố tổ tông loài người là ông A-dông và bà Eva thất bại trong cuộc chiến chống lại những cái mưu độc của tà thần trong sách Sáng Thế ở chương thứ 3. Thì ngay lập tức Thiên Chúa do lòng nhân hậu vô biên vô tận đã hứa sẽ ban đấng cứu thế xuất thân là một hậu duệ của bà Eva, sẽ giải thoát nhân loại khỏi quyền lực của tà thần. Mặc dù tà thần sẽ còn tìm đủ mọi cách để làm hại những người thuộc dòng dõi của con cái loài người, và cũng là một cách nào đó mà huynh đệ với Chúa Giêsu xét về phương diện nhân tính. Lời hứa đó sau cùng đã được thực hiện trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nhân loại và của chính lịch sử cứu độ. Vì thế chúng ta một lần nữa có thể vững tin là giữa đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có một nền tảng thật vững chắc để tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta hãy còn hy vọng ở một cái chân trời xa xôi nào đó thì chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đã là điều Thiên Chúa hứa, Thiên Chúa hứa cho một trời mới đất mới, Thiên Chúa hứa cho một cái bình an vĩnh cửu ở trong nhân loại này, khi như cái diễn kiến của ngôn sứ Isaiah mà cái câu tuyệt đẹp này đã được dùng để khắc lên tượng đài của Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York. Thiên hạ một ngày nào đó sẽ thôi không còn chiến tranh. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày và ren giáo mát nên liềm nên hái. Thiên hạ sẽ không còn say máu để dùng những cái bạo lực mà chém giết lẫn nhau, nhưng trái lại sẽ có một thời kỳ thái hòa. Mọi người sẽ đối xử với nhau đậm tình huynh đệ. Và chính đó là điều Thiên Chúa đã hứa. Và điều hứa đó đã được bắt đầu với sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, Hoàng tử Hòa Bình, với sứ điệp tin mừng của Chúa. Và điều kỳ diệu nữa là chỉ mới đây, vào ngày 3 tháng 10 năm 2020, thông điệp Tứ Hải Giai Huynh Đệ do Đức Thánh Cha Francisco ban hành đã đánh dấu một cái dấu chấm hết cho tất cả mọi cái hình thức bạo lực. Từ ngày này mà đi,
Hội Thánh Công giáo Roma sẽ vĩnh viễn lên án mọi hình thức chiến tranh, không còn cái gọi là chiến tranh chính nghĩa nữa. Tất cả mọi hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết bạo lực đều bị lên án, không còn chỗ đứng ở trong cái chuẩn mực đạo đức của Kitô giáo. Và kể cả một thời người ta cho rằng án tử hình cũng là một cách để dẹp bỏ những cái hành vi tội ác của những người không chấp nhận luật pháp, không chấp nhận sửa sai. Thì cũng từ ngày thông điệp Tứ Hải Giao Huynh Đệ được Đức Thánh Cha Francisco ban hành sẽ không còn chỗ đứng ở trong cái chế độ luật lệ dưới cái ơn của Kitô giáo là tôn giáo của tình thương, phải dùng tình thương để khắc phục hận thù, phải dùng tha thứ, yêu thương để có thể chấm dứt mọi cái hình thức bạo lực. Thay vì cổ nhân nói bạn muốn hòa bình thì bạn hãy chuẩn bị chiến tranh, hôm nay Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô phải nói muốn có hòa bình phải bắt đầu xây dựng hòa bình ngay từ giây phút này. Chính niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô là hoàng tử hòa bình với cái sứ điệp yêu thương của tin mừng thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ngay ở trong trần thế này một cái trật tự mới, một trật tự của Kitô giáo, một cái thế giới mới, một thế giới huynh đệ ở trong cái niềm tin rằng tất cả chúng ta đều là anh em xuất phát từ một người cha đầy yêu thương trên trời. Người cha đó chỉ mong muốn một điều là tất cả chúng ta yêu thương nhau và đối xử tốt với nhau trong một gia đình của con cái Chúa, nhất là đối với chúng ta những người Kitô hữu, những người qua sức mạnh của bí tích thánh tẩy đã trở nên những sứ giả của thông điệp hòa bình, của thông điệp huynh đệ này. Một lần nữa chúng ta tin rằng cái sứ điệp lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 19 thường niên năm Phụng vụ C sẽ là một cái câu tuyên ngôn để từng người và tất cả cộng đoàn Kitô hữu chúng ta phổ biến mạnh mẽ cho một thế giới đang bị xâu xé vì bạo lực, vì những tham vọng ích kỷ. Tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chắc chắn có thể đạt được những điều mà từ nhiều thế hệ qua nhân loại vẫn còn trông chờ, vẫn còn đang hy vọng. Và chính cái niềm tin đó, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô đấng sẽ thực hiện tất cả những ước mơ tốt đẹp nhất của nhân loại này, là chính bằng chứng để chúng ta nhìn thấy những cái gì mà hiện nay người ta chỉ còn đang trông chờ như cái giấc mơ đẹp nhất mà vẫn còn không biết là liệu có thể thực hiện được hay không. Xin Thiên Chúa qua sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ở trong Hội Thánh, ở trong từng Kitô hữu, những chứng nhân của niềm hy vọng chính đáng của nhân loại về một cái thế giới huynh đệ, về một thế giới thực sự có hòa bình, một thế giới người ta phải đối xử với nhau một cách tử tế, xứng đáng là một cái xã hội của những dân dị, những con người đã được sáng tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa là Cha nhân từ, mà tất cả chúng ta đều có bổn phận phải cố gắng để học cách đối xử với nhau xứng đáng được gọi là con cái của cùng một Cha trên trời. Xin cảm ơn anh chị em.